ngày 27 tháng 5 năm 2014, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được thành lập. Sự kiện quan trọng này đánh dấu một bước ngoặt cho sự phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia sâu rộng vào các cơ chế đa phương của Liên Hợp Quốc, thể hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và cam kết chính trị của lãnh đạo cấp cao với cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đất nước nói chung và quân đội nói riêng trên trường quốc tế. Trong 7 năm qua, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã triển khai 55 lượt sĩ quan ở các vị trí tại các phái bộ và ở trụ sở Liên Hợp Quốc và 189 sĩ quan là cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến cấp 2 tại các phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan. Đồng thời, thực hiện rất tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp vào đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng để nâng cao vị thế của Việt Nam, của quân đội. Có thể nói là đây là một cái sự cố gắng vượt bậc đối với lại cả cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, vì đây là một vấn đề mới, một vấn đề mà chúng ta đều nhận thức được rằng đó là những hoạt động quân sự quốc phòng ở xa tổ quốc, ở địa bàn khó khăn gian khổ và thậm chí có nhiều cái mối là nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 7 năm qua, thực hiện nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình, an ninh và phát triển, Việt Nam đã cử được 34 nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đạt tỷ lệ trên 16% so với yêu cầu của Liên Hợp Quốc là chỉ dưới 10% và được Liên Hợp Quốc đánh giá rất cao. Kết quả qua các đợt công tác ở từng vị trí, dù là cá nhân hay đơn vị, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, y bác sĩ, nhân viên, điều dưỡng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các phái bộ, tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tôi đã làm được 800 chiếc khẩu trang vải và tôi tặng miễn phí cho đồng nghiệp của mình ở lực lượng phái bộ và dành 250 chiếc khẩu trang dành cho khối dân sự để họ tuyên truyền với báo chí và các hãng truyền thông trong cái ngày phòng chống dịch COVID, toàn dân phòng chống dịch COVID ngày 20 tháng 5 năm 2020. Và chính những hoạt động thiện nguyện này tôi đã được tư lệnh phái bộ tặng bằng khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào chống dịch COVID-19 và khối dân sự còn đưa tôi lên hãng truyền hình của thành phố Bangui về nhân vật chống COVID-19 trong cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các tập thể và cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở các phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng có 4 sĩ quan tham gia vào các vị trí cá nhân ở phái bộ và Liên Hợp Quốc. Đặc biệt có 3 sĩ quan đảm nhận các cương vị sĩ quan tham mưu kế hoạch, tham mưu tổng hợp, tham mưu huấn luyện ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Tôi rất là vinh dự vì là người đầu tiên trúng tuyển của cơ quan hoạch định của Liên Hợp Quốc sau khi nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quốc hội được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và cá nhân tôi đã góp phần hiện thực hóa cái nghị quyết và đã góp phần khẳng định về cái vị thế này, ở cái vai trò và hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, là đặc biệt là những cái cam kết cụ thể hơn trong cái hoạt động mang tính nhân đạo. Cái quy trình thi tuyển, xét tuyển vào từng vị trí hoạt động ở Liên Hợp Quốc là rất khó khăn và ngặt nghèo. Với ứng viên là từ 150 đến 200 ứng viên cho một vị trí. Thế mà tất cả các sĩ quan của chúng ta tham gia thi tuyển đều trúng tuyển với điểm số cao. Mà thi tuyển là qua 4 vòng. Từ là thẩm định hồ sơ, rồi là thi viết, rồi là phỏng vấn trực tiếp, trực tuyến. Thế rồi là xét tuyển qua các cái hội đồng đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Nhưng các ứng viên của chúng ta đều đáp ứng. Và quá trình hoạt động của các ứng viên qua theo dõi báo cáo của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thì các vị trí hoạt động của chúng ta hiện nay là các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được là các cái phòng chức năng của là cơ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình để đảm bảo tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và các quy định của pháp luật và đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế, xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành trung tâm điều phối quốc gia về gìn giữ hòa bình.